Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Võ Thị Trọng Hiếu. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái Goro 7 Hero hàng cũ nha các bạn. Sau một thời gian ra mắt, giờ tới thế hệ thứ 13 rồi, 12 rồi. Thì cái hàng Goro 7 Hero này nó sẽ còn sẽ ổn định hay không nha. Đây, mình mới mua của một anh bạn ở ngoài Vũng Tàu, ông mới chuyển nhà xe toàn tháng vào bến xe miền Tây cũng có 3 tiếng rưỡi các bạn. Đầu tiên là mình coi ngoại hình của cái cam hành trình này nha. Cái mặt kính nó còn rất là đẹp nha. Xung quanh viền cái miệng này nó chày miếng cho mình gắn cái khung đó nha. Còn cái xung quanh viền nè, mình kiểm tra cái khe hở. Nếu mình mua đồ cũ á, thì mình kiểm tra cái khe hở này nè bạn. Khớp nối này nè, nó có bị nại hay khửi ra không? Đây, nó có khít hay không? Đó, mình sẽ kiểm tra ngay đây nha. Cái vết này là gắn cái khung nha các bạn. Rồi đây, cái khung kính của camera đó bạn. Cái này mình có thể vặn, mình tháo ra được nha. Mình có thể tháo ra mình soi ở bên trong nó có bị trầy hay là dính bụi hay không nha. Đồ cũ thì cái nút mod này các bạn, nó rất là dễ hư, nhiều nút nó bị bể cái miếng nhựa này ra luôn. Nút mod này nè, cái nút bị bấm quay phim này nè, nó cũng cẩn thận. Rồi bây giờ mình mở ra coi bên trong của máy nha. Mình tháo nắp pin ra, một tay mình vẫn tháo được. Mình nhìn vô bên trong đó, mình sẽ thấy đây là cái thẻ nhớ, cái chỗ khe cắm thẻ nhớ nha. Khe cái máy nhớ này này là máy này, anh này anh thẻ nhớ 64 GB nhưng mà hãng của hãng UC, hàng dởm nha bạn. Nhưng mà cái này quay được, lưu được cái độ phân giải 4K nha, nên cũng xài tạm được. Còn các bạn muốn xịn hơn á, thì các bạn mua cái thẻ nhớ của hãng SanDisk Extreme Pro nha, 128 GB hoặc 64 GB là ok. Cái ghi là chữ U3 nha bạn, A3 U3. Nhưng mà nhìn bên trong nè, đây mình zoom vô bên trong các bạn coi nha, mình sẽ thấy mấy con ốc á, nó không có bị rỉ sét. Nếu cái này chúng ta ngâm dưới nước thì nó sẽ bị rỉ sét nha. Số series vẫn còn nguyên. Nói chung là cái hàng cũ của anh này thì khá đẹp nha bạn. Rồi, ngoài ra cái camera này nó còn ảnh kèm theo cho mình mấy cái phụ kiện. Như đây, đây là ba pin hàng pha ke nha bạn. Ba pin này xài tạm thôi, mình có không quan trọng này. Còn cái này là pin sim nha. Đây là pin sim. Nó pha ke cũng cũng không đúng lắm, thì nói chung là nó cũng sản xuất dành cho Google đó. Anh đưa cho mình thêm một cái là đốc sạc hai pin. À, đốc sạc hai pin. Ổng hình như nãy anh nói ổng có đưa cho mình cái sợi dây sạc không mình không biết. Nhưng mà cái này thì dùng cho cổng Type-C và micro SD nha bạn. Thì cái nào sạc điện thoại bạn gắn vào cũng được hết á. Đây là cái khung. Mình nói với ảnh là mua cho ông anh thì ảnh cần là đeo ngực, nên là một cái khung này mình gắn vô một cái dây đeo ngực thì ok nha bạn. Cái này ảnh đưa cho mình luôn, ảnh nói anh mua về anh chưa có dán cường lực các bạn. Đây mình có thể dán chống chày cho mặt trước của camera. Tiếp theo là cái màn hình cảm ứng của Google. Còn đây là dây dây đeo ngực các bạn. Ảnh thiếu mình một sợi dây sạc, không biết ảnh có quấn trong đây hay không, với mấy mấy cái chốt các bạn, cái chốt đặng gắn cái khung vô cái dây đâu nữa các bạn. Thì thôi nói chung là không quan tâm cái đó nữa, mình cứ bỏ này qua riêng thôi, bên thôi. Giờ mình gắn cái máy, mình test trong cái máy nha. Các bạn nhìn bên trong nó có khung cây sắt đó bạn, đó cái chân nè. Thì mình sẽ quay cái cục pin nó đúng vô cái chiều chân đó nha, mình một tay mình quay nên nó cũng không có ngay lắm. Rồi mình đẩy vô đây, mình sẽ mở máy. Ở đây á, nó có cái nút các bạn, này là nút quay nhanh. Nếu bạn để đang chế độ quay phim á, bạn bấm một cái là nó sẽ hiện vô chế độ quay phim là nó quay luôn. Đó, khi nào chúng ta tắt á, thì nó bấm một cái là sẽ tự động tắt và nó lưu luôn. Đó là cái thứ nhất.
Cái thai các bạn có thể mở nguồn, các bạn bấm nút mode này nè, thì thấy mở nguồn cho chúng ta làm việc. Thì chúng ta quay hay không thì chúng ta sẽ bấm là nút quay ở trên đây nha. Này là nút quay, quay chụp hình, quay nhanh nha. Còn cái này là cái nút nguồn, mode này nè, này nút nguồn. Rồi chúng ta mở máy lên đi, chúng ta mở máy bằng nút mode đi. Rồi đè 3 giây nó sẽ cái tít tít tít, nó đèn đỏ chớp cho đây lên, rồi sẽ hiện ra một cái màn hình cảm ứng nha các bạn. Này cảm ứng nha, đây là pin 65%. Đây các bạn nói khung cảnh của cái này, đây độ quân giải là đang để chỉnh chế độ là quay phim 27K 60Hz nha. Mình có thể chỉnh các bạn, mình có thể chạm vô đây, mình chọn vô đây là 27K 60Hz, mình chạm vô đây, mình có thể chọn 4K 60Hz ở chế độ là Hyper Smart cái này nha. Mình có thể chỉnh mình bấm, mình có thể chỉnh qua nhiều cái nè, nhiều độ giải 27K 1080, nói chung là 4K thì quay tốn dung lượng thì nhớ hơn nhưng mà nó đẹp thôi. Nóng máy nữa nha, kèm theo nóng máy nha. Mình thường quay nói chung YouTube bây giờ nó không cho mình up 4K đâu, mình chỉ quay 27K là ok rồi, mình cứ quay 2K 60Hz là được rồi nha các bạn. Rồi, có nhiều bạn thắc mắc là quay 4K mà sao lại được 60Hz, sao của mấy bạn lại quay được có 30Hz, thì nó cũng tùy nha các bạn. Đây bạn chỉnh này đang 60Hz nè, 30Hz nè, có nhiều cái nó không có chở các bạn. Như đây 60Hz đi, mình chỉnh qua cái nhiều cái chế độ bạn. À, cái chế độ đây nè, cái 16:9 đó bạn, độ phân giải màn hình đó 16:9 thì nó cho quay nè. Nếu các bạn chọn vô 4A3 đó bạn thì nó không cho nè, nó không hỗ trợ 60Hz mà nó chuyển qua 30Hz nữa. Không mình đây 16:9 thì mình chỉnh qua 60Hz thì nó cho nè, nên nó có độ phân giải màn hình đó các bạn chỉnh, các bạn chú ý cái này. Rồi nè, nút quay camera đó bạn, mình có thể chỉnh nhanh qua cái chế độ chụp hình cũng được các bạn. Đây đây chỉnh qua chụp hình, mình bấm mode mình đi ra. Rồi ngoài ra chúng ta có nút kéo xuống mạng, trong đây nè có điều khiển mà giọng nói, đang mở điều khiển giọng nói nè, tắt tiếng camera, khóa màn hình các bạn, này là khóa màn hình nha, khóa màn hình có ứng nha. Đây các bạn thấy chữ không, reference nè, bạn chọn như đây, trong đây là có cụm kết nối các bạn, connect nè, gồm có wifi nè, kết nối tới thiết bị nè, gồm cái app Google trên điện thoại nè, bấm đây bấm lại cho bạn coi nha, vô đây kết nối nè, connect nè, rồi kết nối thiết bị nè, đây là có remote các bạn, là kết nối bluetooth nha, có nhiều cái đó, các bạn có thể tìm hiểu đây và kết nối ra là thông tin camera đó bạn, mình chọn như đây nó hiện là Google Hero 7 Lite nha bạn, password nè bạn, password này wifi bạn, còn này băng tần là 5Hz nha. Rồi ngoài ra chúng ta bấm qua đây xuống đây phần này chúng ta nè, tiếng dung lượng cao hay gì đó 5 phút đèn led, cái độ giải mình thể chỉnh vô đây ngày tháng hay gì đó mình chỉnh để nè, tút các bạn cảm ứng nè, bạn chỉnh vô đây độ sáng màn hình vô chỗ này nè, này GPS nhớ bạn. Rồi ngôn ngữ tiếng Anh, định dạng video các bạn, NTSC. Các bạn cứ vô đây các bạn chỉnh theo cái nhu cầu các bạn nha. Nè, about. Chúng ta vô đây thông tin Google nè, nó cũng hiện giống như bên kia. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có một cái độ cái nè, các bạn bạn đứng lên này thì nó nhảy các bạn, độ nhảy của màn hình nha, nó quay lại. Chúng mà nó quay lại thì đồng thời nó quay như nè bạn, mặt trước này nó cũng quay theo nha bạn, đây mặt trước nó cũng quay theo. Rồi đây giờ mình bấm quay cho các bạn cho coi các bạn, đây mình tắt máy mình bấm quay nhanh cho các bạn nha, này đang mình tắt máy nè. Rồi tắt máy không, bấm nút quay nhanh là bấm nút trên đây bạn, đang để vậy bạn đi đường mà gắn camera Google á, bạn về bấm cái là nó tự mở lên và nó tự động nó
nó quay là không, 1 giây các bạn, 2 giây, 3 giây. Thấy không? Các bạn thấy rõ chưa? Và bấm một cái nữa thì tự động nó tắt. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn sơ qua các bạn cái Google Hero 7 Plus.